vị vậy? Ê, ngon lắm. Cá bự, cá bự. Ui là chèn xém chút nữa hả? Ui nó mạnh nè. Bởi vì nãy mình không nhanh tay là có thể nó tẩu thoát ở dưới luôn rồi. Gãy cây trơn luôn mà. Ui chèn ơi, từ từ chế cho em ra. Chế không có làm em đau. Quá rồi, cái mỏ em chày em vô hồi nào vậy? Em vô em ăn hết cái sạch của chế phải không? Thường thường mình đặt là có cái sạch dính, mình hay để lại vài em để dụ mấy em cá bự cá khủng như thế này nè. Dạ, Thanh Vân kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vì hôm nay Vân lại tiếp tục đi vào gian rừng mình thăm lờ cá lóc. Không biết là hôm nay có hay không chứ bỏ mấy bữa rồi. Hy vọng thấy đầu tiên cho có để may mắn. Im vui ta. Có hai ba em cá sạch rồi, để dụ cá bự. Đi nhỏ thôi. Hy vọng là liên gắn bùa gì mình cũng thả con xanh hết. Ui cá sạch không à. Không, mình quyết định bắt mà dài em bỏ thùng lấy nhớ may mắn. Cá sạch mà nó nhiều á, nhúng nhích từ cá bự. Bắt một ít thôi rồi mình chừa lại một ít đặc vụ cá bự, cá lóc đồ đó rùa gắn thường là nó đi thấy cá ở trong lờ nó vô. Mấy cái đầu á đều có cá sạch, không có cá bự. Bắt một ít cá sạc để vô trong thùng để cho nó may mắn. Hy vọng cái này có cá bự đi. Sao mà nó im ru vậy ta? Không luôn, không có cá bự luôn. Ai, buồn quá. Không lẽ chiều nay ăn muối. Nãy giờ cá sạc cũng khá mà mình để lại rồi bắt có mấy con. Ui sao kỳ vậy? Ê, ngon lắm. Cá bự. Ui là chèn xém chút nữa hả? Ruột mất tiêu cây luôn. Nhào xuống hốt lên, nó bung ginh, nó nhịp cái lờ. Ui chèn ơi. Ê khoan, có cái hang gì bự vậy? Không, hàng cá đầu kiến thôi. Ui là chèn. Con cá này quá trời ơi. Ui, nó làm như thế này luôn nè cả nhà. Để cái thùng đi. Đây. Mất tiêu cái cây hết trơn luôn. Mình xuống mình mới nói là định mở miệng nói là lợp tặc rồi đó. Còn cái này có mỏ chạy nè. Tại vì không thấy cái lờ định đó là lợp tặc, còn thôi là ui là cha. Mình tới giờ con cung nè. Ui mũi gừng nha. Coi nè. Con cá già lâu năm. Ui con cá này đó là tầm 1,2-1,3 đó. Nặng coi nè. Nó vô nó tung hoành cái cây gãy hết trơn. Nó xếp lại như vậy mà mình không nhanh tay hốt quăng lên bờ đó, thì nó tung một hồi ngay cái hôm. Giục luôn. Ui nè. Ui mình phải gồng mình á. Con cá này quá xá bự luôn. Tới giờ không gung á. Để đây cho cả nhà mình coi đi, cái thùng để đằng đó rồi chút xíu mình sẽ lấy thùng bỏ vô sau. Quá rồi. Ui nó mạnh nè.
Bởi vì nãy mình không nhanh tay là có thể nó tẩu thoát ở dưới luôn rồi. Gãy cây trơn luôn rồi. Ui chèn ơi, từ từ chế cho em ra. Chế không có làm em đau. Quá rồi, cái mỏ em chày em vô hồi nào vậy? Em vô em ăn hết cái sạch của chế phải không? Thường thường mình đặt là có cái sạch dính, mình hay để lại vài em để dụ mấy em cá bự cá khủng như thế này nè. Cái này á là mình nghĩ 1,3 kg đó, 1,3-1,4 kg á, quá xá nặng luôn. Cái em cá lóc như thế này á, theo cả nhà mình á là sống lâu năm không, chứ mình nghĩ là khá là lâu đó. Có lưng lực lưỡng nha, đây 3 vòng. Ui, mình cầm hở tay gì cô nè, không có giáp mí nha. Ôi con mắt này. Những cái đường dãy nè cả nha, thấy thương quá à, nâng nhẹ nhàng nè. Những cái đường dãy đó nè, quá bự luôn. Những cái dãy nào dãy nấy bằng ngón tay cái xếp chồng lên nhau thành một cái đường vân. Ở trên thì đen. Cái lưng lực lưỡng ha. Ôi, cả nhà mình mà ai mà ở vùng quê hay là ai đã từng mua nhiều cá lóc thì sẽ biết được đây là cá lóc đồng hay là cá lóc nuôi nha. Rồi bây giờ mình ôm em ấy đi lại bỏ vô thùng. Kiếm cây đặt lại cái lờ này. Không dám sát mấy mương nữa. Mừng quá à. Càng cầm sao càng thấm nặng vậy ta. Không, mình nghĩ là 1,3-1,4 kg đó là không có phỉ đâu nha. Ước gì mình có cái cân mình cân thử nha. Nhảy tới con số 2 kg đó, chứ không có giỡn đâu nha. Đó, rồi nè. Ui, giáp cái thùng luôn rồi. Đó. Hôm nay mình trúng bánh lại rồi. Động lực đi nữa thôi, chút đặt lại cái lờ sao. Thấy cái dài của mình quặn. Ở chỗ này rất là ấm. Ý có nè, nhúng nhích nữa nè. Nguyên ngồi nhúng nhích nữa Nguyên ngồi. Hay là ảo giác ta. Rồi ảo giác rồi. Cái luồng này á cứ mười mấy cái à. Nãy giờ dính cái sạch cũng hơi nhiều á. Có thằng em cá bự. Cái lờ hơi nghiêng nghiêng. Chỗ này cũng khá là hồi hộp. Chi có sạch không à. Để lại vụ cá bự à. Còn mấy cái nữa. Mình tới cái cuối cùng rồi nè. Hy vọng cái cuối cùng này dính một em cá bự nữa. Chứ nãy giờ người ta toàn là cá sặc không. Từ khi dính em cá bự đó giờ. Cái này không có. Thôi, neo lại đi, mình đi lên trên nó cho cả nhà coi em cá lóc bự lâu năm. Lâu lắm rồi mình chưa có gặp em cá bự như thế này đó. Rất là lâu rồi mình không có bắt được cái cảnh tượng này. Chạm trán với cá lóc bự lâu năm. Cái em này mới đầu mình ước tính là 1,3-1,2-1,4 kg gì đó. Nhưng mà không đâu, nặng lắm, cỡ 2 kg á. Rồi giờ chút vẫn được luôn rồi. Mới đầu á, từ xa mình nhìn là thấy mất tiêu, tưởng đâu là tặc. Tới chừng bước xuống mé á, cái lợ thấy dòng cục. Mà nó nhúng nhích, nó tung dữ lắm luôn. Không biết camera có nhìn thấy không nữa nè. Ui, quảng hồn, nhào xuống, hốt lên. Tới bây giờ mà mình nhắc lại cái cảnh tượng đó còn rung nữa nè. Chạm trán với cá bự lâu năm, cá già. Để mình cầm cẩn thận cái. Dân nghĩ rằng là em này vô lâu rồi nè, cho nên là cái mỏ chạy trơn và không còn một em cá sặc nào hết. Nè, mình ên ảnh tung hoành ở trong cái lờ coi cái đuôi nè.
quả xả nặng luôn á. Coi cái cùm tay của mình nè, không có ý nghĩa gì hết trơn luôn. Quả xả rồi. Đây, đó. Còn cái đuôi nè, cái đuôi này là vô lâu rồi nè. Cái mỏ cũng vậy, những cái hiện tượng này là mình biết cá vô lâu, tung tới gãy cây mất tiêu hết trơn, cái lò xếp lại đùng một cục mà. Người dạo gần đây là mình ít có gặp cá bự như thế này đó. Toàn là cá cứng, cá vừa vừa 7 8 lạng đồ thì có, nhưng mà cá này là nặng lắm nha, mình ước tính là cả 2 kg lận đó. Ở đây là đầm không hiu quạnh, không có nhà cửa. Ước gì á có cây cân cân cho cả nhà coi. Cầm phải hai tay bấu như thế này tại vì khá là mạnh. Thấy ngon quá à. Thấy không? Thấy không? Ôi. Thấy vậy đó chứ không phải hiền đâu nha. Đừng có tưởng bở. Tưởng đâu hôm nay á là thất thu trầm trọng, ăn muối quẹt, nhưng không ngờ cái kết chặn giữa thật bất ngờ, chạm trán với cá già lâu năm. Đây, luồng lời của mình là mười mấy cái, thật là bất ngờ luôn á, là toàn cá sặc. Phút giữa giữa là chạm trán với em lâu năm như thế này, mình tưởng đâu là rồi xong rồi đó, nhưng không ngờ mỉm cười với mình. Ôi, lâu lắm rồi mình mới bắt gặp được cái cảnh tượng này đây. Cá bự như thế này á, nếu như cả nhà nào mà nhìn kỹ á, thì sẽ biết đây á, là cá đồng hay là cá nuôi. Lúc trước á, làm cũng có mấy lần dân đặt lời trúng mánh, cũng có vô cá bự nhưng mà không có bự như thế này. Đăng lên có một số bình luận của anh chị của chú nào thì mình cũng không biết, nói rằng á, là mình mua cá thả vô, mà mua cá thì giờ ở ngoài chợ cá cũng có bự nhưng mà cá nuôi thì nhiều lắm. Mình chỉ cười thôi chứ biết nói sao giờ. Thật sự ra mình vẫn đi đánh bắt tiếp, đó là cái việc mình phải làm để mà kiếm ăn cho gia đình. Được như vậy là thành quả mình rất là mừng luôn. Nhìn cái niềm vui của mình là cả nhà cũng biết rồi đó. Thì dạo gần đây mình thất thu trầm trọng luôn, tại vì là có lúc đi về không có con cá nào. Mấy em cá sặc đủ khô quéo nên không có đăng. Nhiều khi mình bỏ không có đăng luôn á cả nhà. Có chuyến đi Đồng Tháp vừa rồi thì được một ít cá linh á. Vậy là thôi luôn rồi, mình không có cá gì hết. Hôm nay thì được em cá bự như thế này, nụ cười may mắn. Dạ, đến đây thì Thanh Vân xin phép kết thúc cái chuyến đi thăm lờ. Mười mấy cái phút giữa mỉm cười may mắn chạm trán với cá lóc già. Dạ, Thanh Vân kính chúc cô chú anh chị và các bạn mình thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe.